Thỏa theo nguyện vọng của anh chị em thì hôm nay mình sẽ lên cho anh chị em về chiếc xe đắt nhất trong số tất cả các phiên bản Hyundai Tucson máy xăng đang bán tại Việt Nam nhá. Nhưng đây cũng là phiên bản lái sướng nhất, option nhiều nhất anh chị em ạ. Và đây, tên của nó chính là Hyundai Tucson 1.6 Turbo, phiên bản máy xăng cao cấp nhất. Ở trong nội dung này thì mình cũng sẽ sâu luôn cho anh em về cái thông số kỹ thuật này, giá bán, khuyến mại, thủ tục trả góp áp dụng trong thời điểm cuối tháng 7 này. Và theo như cái thông tin mới nhất mình nhận được thì phải đến 99% là từ 1 tháng 8 sẽ được hỗ trợ trước bạ 50% anh em nhé. Thời điểm này anh em mua xe giữ khuyến mại và sang tháng 8 đăng ký, đấy là chuẩn bài luôn. Ok, mời anh em chúng ta hãy cùng xem chi tiết video. Đầu tiên để nói về chiếc Tucson tại Việt Nam thì nó quá là hoàn hảo rồi anh em ạ, và cực kỳ nổi tiếng luôn. Ở trong phân khúc này thì nhiều đối thủ cứng cựa lắm, ví dụ như là chúng ta có chiếc Kia Sportive này, hay là chiếc Ford Territory. Ở bên Mitsu thì có chiếc Mitsu Outlander, đây cũng đều là những đối thủ tương đối là khó chịu. Tuy nhiên Tucson thì họ vẫn khẳng định được cái thương hiệu này, thiết kế này, tiện nghi này, mức giá đã điều chỉnh cực kỳ phù hợp luôn, và có thể chơi solo phòng sòng phẳng luôn với cái chiếc xe cứng nhất trong phân khúc, đấy là chiếc Mazda CX-5 anh em nhá. Tucson tại Việt Nam thì sẽ phân phối với 4 phiên bản: xăng tiêu chuẩn, xăng đặc biệt, dầu đặc biệt và 1.6 turbo, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của từng nhà. Xăng tiêu chuẩn là một chiếc xe nó rất là cơ bản, giá rẻ, hợp lý nhưng vẫn mang trên mình được cái thiết kế kiểu dáng của Tucson mới. Xăng đặc biệt và dầu đặc biệt, hai mẫu xe này thì nó có cái form mẫu hay option nó gần như là giống nhau hoàn toàn, chỉ khác nhau về cái hộp số, khác nhau về cái động cơ thôi. Còn trang bị option gần như nó là 1910 luôn anh em nhé. Cuối cùng là phiên bản turbo dành cho những anh em thích những cái sự phun kịch của Tucson. Cùng với đó, đây là một trong những cái phiên bản nó cho cái cảm giác lái sướng nhất anh em nhé. Động cơ 1.6 turbo ấy thì chỉ cần đạp ga nhẹ thôi là nó vút rất nhanh. Đồng thời đây cũng là phiên bản duy nhất mà trang bị cái hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian HTRAC. Cùng với đó là đây là phiên bản được trang bị cái phần tử giảm xóc hiệu suất cao, một trong những điều mà anh em rất ít khi được nghe đến chiếc Tucson Turbo này. Về cơ bản, chiếc Hyundai Tucson Turbo này nó có kiểu dáng cũng giống như các bản khác thôi, nhưng bởi vì nó là phiên bản cao cấp nhất nên nó sẽ được trang bị thêm một số các tính năng, một số các công nghệ mà chỉ trên bản này mới có thôi. Ví dụ đầu tiên, động cơ 1.6 turbo cũng là máy xăng thôi, nhưng mà máy turbo thì rõ ràng là tăng tốc rất tốt anh em ạ, và nó có thể sản sinh được công suất cực đại lên tới 180 PS, và cái moment xoắn cực đại là 265 Nm anh em nhé. Đi cùng với đó là hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian HTRAC và hộp số tự động 7 cấp. Đây đều là những cái trang bị mà nó rất phù hợp với những anh em nào mà thích trèo đèo lội suối cuối tuần đi dã ngoại. Thông số lốp của chiếc xe này cũng khác hẳn tất cả các bản còn lại khi nó được trang bị la răng lên tới 19 inch. Còn hoàn toàn hệ thống đèn sẽ là đèn full LED hết tất cả luôn anh em nhé. Có bao gồm cả cửa sổ trời toàn cảnh panorama và giá nóc rất là cứng cáp đẹp xe. Ở phía bên trong thì nội thất của chiếc Tucson Turbo này nó cũng mang cái màu sắc khác biệt hoàn toàn so với cái phiên bản còn lại. Đấy là được trang bị thêm cái màu nội thất màu nâu thay vì màu đen trên ba phiên bản thấp hơn. Toàn bộ vô lăng này, cần số này, ghế da thì đều là hàng da cao cấp hết. Và chúng ta có luôn cả lẫy chuyển số phía sau vô lăng cùng với cần số điện tử dạng nút bấm anh em nhé. Nhớ ghế lái, ghế phụ chỉnh điện, làm mát và sưởi, sưởi cả vô lăng là full đầy đủ hết. Chúng ta sẽ có tới hai cái màn hình 10,25 inch rất là lớn đi kèm với 8 loa cao cấp giải trí. Nói chung là về tính năng giải trí trên phiên bản này thì nó quá ngon luôn. Còn về tính năng an toàn trên phiên bản này thì gần như nghĩa có thể nói ngắn gọn một từ, đấy là full kịch. Cam 360 đủ cả hệ thống cảm biến trước sau quanh xe, cân bằng điện tử hỗ trợ đổ đèo và hoàn toàn full cái gói Hyundai Smart Sense. Chúng ta sẽ có là hệ thống cảm biến áp suất lốp này, hỗ trợ phòng tránh va chạm này, cùng với đó chính là hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù này, hỗ trợ giữ làn đường, hiển thị điểm mù ngay trên màn hình phía sau vô lăng, và đặc biệt là chúng ta có cả thêm Cruise Control Adaptive thông minh anh em nhé, thích ứng. Với phiên bản này thì anh em sẽ có được 6 túi khí xung quanh xe, và chúng ta có rất nhiều màu tùy chọn về ngoại thất, bao gồm là bạc, trắng, đỏ đô, đen, vàng cát, ghi vàng và xanh dương. Còn về mức độ tiêu thụ của chiếc xe này thì nó lại tiết kiệm hơn hai phiên bản 2.0 rất nhiều. Đi đường hỗn hợp nó chỉ tiêu tốn của chúng ta khoảng tầm 7-8 lít 100 cây thôi nha anh em. Trên đây thì mình vừa show cho anh em về thông số kỹ thuật của chiếc Hyundai Tucson 1.6 Turbo. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng Hyundai Tucson tại Việt Nam. Bây giờ thì mình sẽ đi đến mức giá. Ở thời điểm hiện tại thì chiếc Hyundai Tucson 1.6 Turbo này đang được niêm yết mức giá là 919 triệu. Và gần như là anh em sẽ khó thể có thể đi trừ tiền mặt vào giá bán ở thời điểm này. Tại vì hiện tại bây giờ lượng xe nó cũng đang tương đối là khan.
Với chiếc Tucson Turbo 1.6 này, áp dụng thời điểm trong cuối tháng 7 thì anh em sẽ được hỗ trợ là 9 triệu tiền mặt trừ thẳng vào giá bán. Ngoài ra thì mình còn được tặng kèm thêm gói dịch vụ bảo dưỡng 20 triệu này, bọc vô lăng, nước hoa, trải sàn và bộ dụng cụ khẩn cấp. Với cái mức giá này thì khi mà lăn bánh tại Hà Nội ấy, mình cứ tạm tính cho anh em theo mức thuế 12% đi, chưa tính giảm giá nhá. Còn nếu mà giảm trước bạ thì anh em sẽ tiết kiệm đâu đó được khoảng tầm 45-50 triệu gì đấy. Nếu như vậy thì cái mức giá lăn bánh tính thuế 12% nó sẽ rơi vào là 1 tỷ 043 triệu. Tại Sài Gòn sẽ là 1025, tại cái tỉnh thành thuế 12% sẽ là 1023 và tại thành thuế 10% sẽ là 1 tỷ 005 triệu. Và anh em sẽ được vay tối đa là 728 triệu, tương đương với 80% giá trị xe trong vòng 8 năm. Nếu ở Hà Nội thì trả trước giúp nghĩa là 333 triệu, tại Sài Gòn là 315, tại cái tỉnh thành thuế 12% là 33 và tại thuế 10% sẽ là 295 triệu. Hàng tháng thì anh em sẽ trả giúp mình cả gốc cả lãi tầm 13 triệu anh em nhé. Rồi, chắc là những thông tin quan trọng nhất về chiếc Tucson Turbo thì anh em cũng nắm được rồi. Nếu anh em nào quan tâm về chiếc xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với hotline mình đính kèm trên video. Còn nếu anh em quan tâm về những phiên bản khác thì cứ liên hệ trực tiếp với bên mình hoặc là comment xuống phía dưới, mình sẽ lên video để trả lời cho anh em đầy đủ nhá. Cảm ơn anh chị em rất nhiều và hẹn gặp lại anh chị em ở trong những video tiếp theo ạ.